Ok, xin chào tất cả mọi người. Rất vui khi được gặp lại mọi người ở vlog tiếp theo này của mình. Và như các bạn đã biết là ở ngoài Bắc bắt đầu chuyển sang mùa lạnh rồi. Tức là gió mùa đông bắc rất là mạnh các bạn. Rất là phù hợp để thả những con diều siêu to khổng lồ, kèm theo những bộ sáo cũng siêu to khổng lồ các bạn ạ. Nhưng mà tôi lại đi ngược lại, đó là tôi lại thả những con diều sáo mini vào trong ngày hôm nay. Thì thứ nhất lý do là vì tôi chưa làm được con diều nào khổng lồ cả các bạn. Tối đa nhất là chỉ là 3 mét thôi. Đấy. Và thứ hai đó là tại sao lại cứ phải thả diều to ở trời gió to phải không các bạn? Đấy. Và tiếp theo đó là hôm nay trời nó lại gió không to. Đấy, thì cũng muốn chia sẻ các bạn rằng là ở tôi là ở Bắc Linh các bạn ạ. Ở sâu bên trong lục địa thì nó không có gió kiểu như ở Thái Bình hay Hải Phòng các bạn ạ. Rất là gió thất thường. Đấy, độ 10 phút trước gió có thể to nhưng mà 10 phút sau không có gió luôn các bạn. Rất là khó khăn, những lúc tôi làm diều xong là không có gió để thả. Và đó là lý do là rất nhiều ngày tôi không có clip, cách vài ngày làm diều xong không có để thả các bạn ạ. Quay chế tạo thì chế tạo nhiều rồi thì các bạn có khả năng không muốn xem. Đấy, vì thế là tôi quay thả luôn. Thả thì không có gió để quay để cho các bạn xem đăng clip. Thật sự là rất khó khăn cho tôi. Thì các bạn cũng hết sức thông cảm. Đấy, video có thể đăng muộn 1-2 ngày gì đó. Đấy, diều thì tôi nói thật, nếu mà tôi làm chỉ có độ 2 tiếng là xong con diều. Nhưng mà để thả thì phải có gió cơ các bạn. Đấy, không có gió chịu chết. Đấy, thì hôm nay gió thì cũng gọi là vừa đủ các bạn. Không to mà không nhỏ. Phù hợp để thả con diều nhỏ như này các bạn. Và đây là con diều sáo nhỏ, tập trung vào đây nhá. Đây là con diều sáo nhỏ mini của tôi. Đấy, rộng 30cm các bạn ạ. Rộng 30cm, không lắp sáo nữa các bạn. Mà tôi lắp cái mằng. Đấy. Đấy, tôi gọi là đây là cái mằng các bạn nhá. Ở bên Indonesia thì cái này nó là đặc trưng, này phổ biến luôn. Trước khi giới thiệu về con diều này thì mời các bạn xem một đoạn clip tôi vẽ hình ảnh này lên vẽ hình ảnh này lên con diều sáo nhỏ mini này nhé các bạn nhá. Ok, mời các bạn. Rồi, thì đây là hình ảnh mặt trời đang lóe sáng kiểu như là hoàng hôn hoặc là gì đó các bạn ạ. Hoàng hôn hoặc là bình minh gì đó các bạn nhá. Đấy, đấy có màu đỏ, màu vàng. Đấy, đang chiếu nắng ra, tỏa nắng. Đây gọi là người ta hay gọi là mặt trời phương đông hay gì đó. Nhưng lại vẽ lên con diều sáo mini thì tôi gọi đây là con diều mặt trời tí hon đi các bạn nhá. Đấy, mặt trời tí hon các bạn. Đấy. Thì thực sự là ok, thì nói thế là được rồi. Bây giờ tôi sẽ thả luôn để xem nó có thể bay lên được không các bạn nhá. Đấy, ok, rất là quan trọng, nó phải bay lên được cơ. Ui,
Đấy là các bạn ạ, rất là khó khăn. À, đấy là các bạn ơi, tìm thấy đàn chó rất khó các bạn ạ. Đảo đảo cầm đi cả. Ok các bạn nhá, đến lúc thả thì hết gió rồi. Đấy các bạn thấy chưa, ở chỗ tôi là gió nó kiểu nó phức tạp kiểu như thế các bạn ạ. Đi lửa đi, lửa đi. Đấy gió không có, bây giờ vợ tôi là đang phải đi ấy kìa. Đấy đang phải đi rất xa để ấy kìa. Từ từ hết dây rồi. Rồi nhá, Trương Dĩ Nguyên đây nhá. Dĩ Nguyên nha cậu. Dĩ Nguyên đấy. Các bạn, chắc là tại vì tôi sơn vẽ hình mặt trời này nó nặng quá các bạn. Nó nặng quá các bạn. Đấy, lớp sơn nó dày, nó nặng. Thế vì diều nhỏ này mà lớp sơn dày này nó nặng, nó khó lên lắm các bạn. Mà gió này thì lúc to lúc nhỏ thì hiểu sao các bạn. Chán lắm. Đấy là chúng tôi rất thế mà. Gió lúc to lúc nhỏ. Đấy, bây giờ này hết sạch gió luôn rồi. Ok các bạn nhá. Thì buổi thả diều tí hon, mặt trời tí hon của tôi đến đây là kết thúc. Thực sự nó có nhiều lý do làm cho nó không thể bay ổn định được lâu. Đó là thứ nhất, nó là tôi đây là con diều tí hon đúng không các bạn? Tôi đã vẽ lên đây một lớp sơn nó đủ dày để làm cho con diều này lặng các bạn. Và gió thì lại lúc có lúc không. Nó lại nhẹ dần nhọn dần 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 này, bây giờ thì không có luôn các bạn. Đấy. Đấy là cái lý do của tôi. Nhiều video rất là diều rất là đẹp nhưng mà gió thì lại hoàn toàn đến lúc đi thả thì không có các bạn. Đấy, thì tôi sẽ hứa hẹn các bạn là đợi hôm nào đó gió thật là ổn định thì tôi sẽ thả lại con diều này các bạn nhá. Ok, thì một lần nữa thì tôi xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem video và các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh các bạn nhá. Ok, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.